Dạ vâng, mình chào tất cả anh em. Hôm nay Sơn Trang Shop sẽ gửi đến tất cả anh em gồm có là 32 mã hàng phục vụ cho anh em. Thì để không làm mất thời gian của anh em cũng như là tiện việc theo dõi video thì tất cả các mặt hàng em để sẵn hết trong khung hình của video ha anh em. Trong quá trình anh em xem video, anh em thấy có món nào mà vừa ý hoặc đúng nhu cầu của mình đang cần sử dụng, anh em liên hệ giúp em trực tiếp qua số điện thoại 089 6996883. Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả anh em ha. Về hình thức giao dịch mua bán bên em ha, thì những cái đơn hàng anh em chuyển khoản thì cộng thêm 10.000 em sẽ bao luôn tiền ship. Còn đối với đơn hàng ship code, ship COD, anh em nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền phí vận chuyển giúp em có cước phí đồng giá trên toàn quốc là 30.000 nha anh em ơi. Thì đó là những cái đơn hàng nhỏ nhẹ anh em, còn những cái đơn hàng to và nặng sẽ có cước phí cao hơn, thì những cái món đó mình sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình mình trao đổi thông tin. Thì sau đây bắt đầu luôn cái phần chi tiết giới thiệu cho anh em từng món như là báo giá luôn cho anh em. Anh em thấy mà vừa ý thì ủng hộ hàng của em luôn nha. Nhưng mà trước khi đó thì anh em giúp em đăng ký kênh cũng như là nhấn vào nút like để hỗ trợ em cũng như là những video tiếp theo anh em có thể theo dõi được nữa nha anh em. Rồi mã số 1 giới thiệu nên là một cái cuốc xẻng đa năng. Mỗi cuốc xẻng đa năng. Cái này thì nó có bao gồm hai tính năng em, một cái xẻng và một cái đầu cuốc luôn ha. Cán gỗ anh em, hình thức tổng thể bên ngoài là nguyên vẹn anh em. Xung quanh ha, thì cái này sử dụng thì anh em chỉ cần điều chỉnh này ra rồi anh em bung ra ha. Đấy, bằng này xuống thì anh em bung ra ha, thành một cái xẻng, anh em siết lại ha, thành một cái xẻng rồi anh em sử dụng thôi. Đấy, thì khi đó chiều dài ha, tổng chiều dài của này anh em khi mà anh em cầm cái xẻng thì hơn 63 tí xíu ha, hơn 63 tí xíu anh em. Đấy, rồi cái lưỡi này 17 anh em ơi, 17. Chiều rộng thì là 14.5 anh em. Rồi anh em sử dụng cuốc chim thì anh em nới ra, anh em bung qua đây anh em. Đấy, anh em ship lại cũng được. Tùy theo góc mình ha. Rồi cái này thì chiều dài của nó thì cũng tầm khoảng 17 luôn anh em, 17cm chiều dài ha. Rồi một cái cuốc xẻng đa năng anh em, cuốc chim này có đầu cuốc chim và có cái xẻng luôn. Đấy, hoặc là anh em sử dụng theo kiểu này luôn vẫn được anh em. Đấy, rất là chắc chắn và cứng cáp luôn. Rồi một cái cuốc xẻng đa năng mã số 1 thì cái này em đang để với giá là, cái này em đang để với giá là 350.000 anh em. 350.000 thì hình thức còn khá là mới đẹp anh em, hàng sử dụng lướt qua thôi. Cây đầu này cũng còn nguyên vẹn, em còn màu luôn nước sơn của nó nè, nó có một số vết xước nhỏ thôi nè. Dạ rồi, tiếp theo thì em qua mã số 2. Mã số 2 là một cái súng bắn silicon anh em. Một cái súng bắn silicon ha, thì cái này anh em chất liệu là bằng thép không rỉ hoặc là inox gì thôi nè, rất là sáng này, không thấy rỉ luôn. Cái này có tem anh em. Cái khung này khá là dày luôn anh em, khá là dày luôn nè, nó dày luôn, nặng luôn. Tổng thể là nguyên vẹn anh em, hoạt động sử dụng là bình thường á. Đấy, rất là cứng cáp và chắc chắn luôn anh em, nguyên vẹn luôn. Đấy, thì tất cả các mối hàng anh em cũng còn nguyên vẹn hết ha, không bị sứt mẻ gì hết anh em. Rồi cái này tổng chiều dài của nó thì tầm khoảng 35cm anh em ơi, 35cm ha. Đó, nguyên vẹn hoạt động sử dụng là bình thường luôn. Rồi nó có một cái lỗ này anh em, cắt cái đầu keo được luôn ha, cắt cái đầu keo á anh em, mà cắm vào đây anh em cắt được luôn ha anh em. Rồi một cái súng bắn keo anh em, cái chốt nè, cái chốt của cái cán này em hỏi làm cũng rất là chắc chắn luôn ha. Một cái súng bắn keo silicon của Nhật, cái này mạch số 2 em đang để với giá là 200.000 anh em, rất là dày dặn và cứng cáp luôn. Tiếp theo thì em qua mã số 3 ha. Rồi mã số 3 là một cây búa anh em, một cái búa được khắc hình chạm hình long hổ ha. Đấy, cái này là được hình là hình nổi anh em, tại mặt này là hình con hổ đây ha, hình ông hổ. Rồi đầu nêm này, đấy, bên đây là rồng anh em, đây là rồng ha. Đấy,
thì do là được độ đúc nổi luôn anh em, cho nên là rất là sắc sảo và cái hình dáng nó cũng rất là nổi lên ha anh em. Đấy, về mặt búa này tổng thể đầu búa anh em cũng còn khá là đẹp luôn, cán gỗ nguyên zin của nó luôn anh em, không bị vấn đề gì cả ha. Rồi cái này thì tổng chiều dài của nó 33 cm nè, 33 cm ha. Rồi tổng cân nặng là 470g ha, 470g, mã số 3, một cây búa long hổ hàng của Nhật. Thì cái này anh em liên hệ giúp em trực tiếp qua số điện thoại ha, 0896996883. Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả các anh em. Tiếp theo thì em qua mã số 4. Mã số 4 là một cái kéo cắt tôn của USA. À, một kéo cắt tôn của dưới đây anh em của hãng Proto này. Đấy, thì cái hãng này cũng hay gặp những cái cần lắc anh em, những cái cần khóa ha. Đây, có thông tin anh em. Đấy, dưới đây luôn. Rồi, mặt trước mặt sau đây nè. Thì tổng thể hình đất cùng nguyên vẹn luôn anh em, không vấn đề gì cả ha. Hoạt động sử dụng là bình thường, lưỡi đây còn khá là sắc. Bề mặt lưỡi nè. Đấy, thì tổng thể cái này nó cũng có bị rỉ sét rồi, sơ qua rồi anh em. Anh em vệ sinh lại ha, nhưng mà nó cũng không bị sâu bên trong anh em. Cái thép của Mỹ sản xuất thì anh em vô tư rồi, không vấn đề gì cả đâu. Đối với những cái kéo này anh em cắt ton rất là dày anh em vẫn cắt được ha. Tại vì anh em cái nhìn cái hình dáng của nó này khá là to luôn, cứng ha. Rồi cái này thì tổng chiều dài của nó 31 cm ha, 31 cm. Cái lưỡi của nó anh em khi cái hàng cái lưỡi này anh em có thể cắt được ha, thì em đo đây sơ bộ thôi cũng khoảng 8 cm ha nè, 8 cm. Một cái kéo cắt ton của xíu đây, hình thức cũng khá là mới đẹp luôn anh em. Đấy, khá là sáng luôn. Mã số 4 cái này em đang để với giá là 400.000. Dạ rồi, tiếp theo thì em qua mã số 5. Một cái cần siết của hãng Brosong ha. Brosong thì dòng này đến từ Đức anh em. Một cái cần siết của hãng Brosong ha. Đức này tổng thể là nguyên vẹn hết anh em. Cái phần cán cầm bao tay cũng còn nguyên vẹn luôn, không bị vấn đề gì cả, nó chỉ bị chạy xước trên bề mặt thôi anh em. Chạy xước thì do quá trình này là hàng sử dụng nước mà nè, hàng bãi mà ha. Rồi đảo chiều nè, rất là nhẹ nhàng mượt mà luôn nè, hoạt động sử dụng là bình thường nè. Cái răng khá là nhuyễn nè, răng khá là nhuyễn luôn. Đấy, đảo chiều lại nè. Rồi khóa khẩu á, bi khóa khẩu anh em thì có nút nhấn nhả, nút nhấn nhả luôn à, anh em cắm vào lấy ra nó cũng rất là nhanh luôn anh em. Rồi phần nút nhấn ha. Đấy, rồi găng rất là nhuyễn anh em, găng nó nhuyễn ở những cái trong mà những cái vị trí mà nó hẹp anh em vẫn có thể lắc được và khóa được luôn ha. Tổng thể là nguyên vẹn anh em, nguyên viên zin nó này, bề mặt nước sơn nước si này ha. Rồi cái này tổng chiều dài của nó là 25 cm, đầu 1/2 nha anh em, đầu 1/2, nút nhấn nhả khẩu nhanh ha. Rồi mặt số 5, cái này em đang để với giá là 600.000. Dạ rồi, tiếp theo thì em qua mã số 6. Mã số 6 là cũng là một cái cần siết của hãng Brosong luôn. Cái này bé hơn, cái này dùng cái khẩu nhỏ hơn à, đầu 1/4 nha anh em, đầu 1/4 là 6.3 á. À, của hãng Brosong luôn, đây Aerobuck đây nè, hãng bắt đầu xong ha. Đấy, kén cầm cũng nguyên vẹn luôn anh em, không vấn đề gì cả ha, hoạt động sử dụng là bình thường anh em. Đảo chiều thì bằng nút nhấn anh em, giống như công tắc điện nè. Đấy, 1/4 anh em, cái này hình thức là cũng còn nguyên vẹn hết anh em, không vấn đề gì cả ha. Bi khóa khẩu là bi tự động ha, nguyên vẹn luôn, nước xi sáng bóng anh em. Rồi cái này thì tổng chiều dài của nó 14 cm ha, 14 cm, hình thức còn khá là mới đẹp sáng bóng luôn. Mà số 6 cái này em đang để với giá là 290.000. Một cần siết của hãng Brosong, đầu 1/4 ha, hãng này của Đức nè. Dạ rồi, 290.000. Tiếp theo thì em qua mã số 7. Mã số 7 là một cái kìm bấm cốt của Nhật à. Rồi, một kìm bấm cốt nha. Cái này là của Nhật ha nè, Izumi ha, hãng Izumi này. Đấy, đây 34S anh em. Đấy, cái hàm của nó đây em có hai size sử dụng là 1.25 và 2.0 anh em sử dụng ha. Rồi tổng thể anh em nguyên vẹn, hoạt động sử dụng bình thường luôn. Đấy, ở đây là có thể điều chỉnh tăng đưa được luôn anh em. Anh em dùng cây lục giác anh em điều chỉnh cái này ha, bấm sâu mạnh cứng hay là bên trong này đó ha. Rồi tổng thể anh em xung quanh bên ngoài này nguyên vẹn luôn, cán
cầm cũng còn nguyên này, chỉ bị chảy xước thôi trên cán thôi ha anh em. Này, hàm rồi, hai số là 1.25 và 2.0. cái này tổng chiều dài của nó là 20 cm. Một cái kèm bấm code của Nhật, mã số 7 của hãng Isumi, cái này em đang để với giá là 300.000. Dạ rồi, tiếp theo thì em qua mã số 8. Một cái kìm bấm của hãng Vyrip. Hôm nay cây này là 10CR anh em. 10CR ha. Của hãng Vyrip này. Đấy. Ha, có chữ Vyrip đây luôn anh em, có chữ R đây ha. Rồi, đi qua đây. Thì tổng thể hình thức bên ngoài anh em nước si nè, cây này cũng hình thức cũng khá đẹp ha. Sáng bóng luôn. Đấy, hàm của nó anh em. Răng ha. Rồi, tổng thể nè, nguyên vẹn, hoạt động sử dụng là bình thường anh em. Không vấn đề gì cả ha. Rồi, hàm bên trong nè, các răng của nó nè, đấy tình trạng ha, quay cận cảnh cho anh em xem luôn. Đó, răng ngoài đầu ngoài nó có bị hơi cắn cắn tí xíu. Răng phía trên. Đấy, rồi còn răng to bên trong nội vô tư anh em. Rồi. Cái này là size này là 10 inch. Hàm CR anh em, cho nó giống như hàm thay công vậy ha. Tổng thể chiều dài của nó thì 22 cm anh em, 22 cm ha, hoạt động sử dụng bình thường, nguyên zin luôn, lò xo gì đó của nó luôn ha, 22 cm. Một cái kìm bấm của hãng Vyrip mã số 8, cái này em đang để với giá là 780.000. Dạ rồi, tiếp theo thì em qua mã số 9. Mã số 9 là một cái kìm điện của hãng Fujisa ha, một cái kìm điện của hãng Fujisa nè. Đấy, Made in Japan này ha, 1150A-175 anh em, chiều dài là 17.5 cm nè. Cái phần cán này thì bao tay cũng còn nguyên vẹn anh em, không bị sứt mẻ như nước kể cả anh em, chỉ bị chảy xước trên bề mặt thôi, hàng sử dụng nước. Ở đây có một cái phía trong hàm được là anh em bấm code được nè, một cái phần anh em tuốt dây được nè anh em. Đấy, một cái hàm kẹp nè, lỗi kìm Fujisa đa số là kìm hở một tí xíu nè, hàm một tí xíu ha, lưỡi cắt tình trạng nè. Đấy, nó bị hở một tí ha. Cái này anh em dùng cây cắt dây vẫn vô tư ngon lành, không vấn đề gì cả đâu anh em ơi. Ha, hoạt động sử dụng là bình thường luôn nè. Hàm bên trong nè, răng nè. Anh em, và cái này là ăn tuốt dây cắt dây bình thường nè. Anh thấy em có thể tuốt dây được luôn anh em. Rồi, một cái kìm điện của hãng Fujisa, thì cái này tổng chiều dài của nó là 18.5 anh em, 18.5 cm ha. Rồi, tổng thể xung quanh luôn. Góc cạnh đường nét anh em, bề mặt đây, xung quanh luôn cho anh em. Một cái kìm Fujisa mã số 9, cái này em đang để với giá là 200.000. Dạ rồi, tiếp theo thì em qua mã số 10. Một cái kìm cắt anh em, một cái kìm cắt. Cái này có cái logo mà em quên cái tên á. Cái này của Nhật ha. Cái phần cán cầm bao tay cũng nguyên vẹn luôn nè, có logo phía bên trong này. Có chữ Japan, cái logo này cũng quen lắm mà em quên mất tiêu rồi. Japan anh em, cái logo nó ha. Này. Đây nè. Thì tổng thể hình thức bên ngoài cũng nguyên vẹn luôn em. Đấy, cái đầu này, cái lưỡi ha, cán cầm luôn. Đấy, tổng thể nguyên vẹn luôn em. Cái này tổng chiều dài của nó 20 cm ha nè, 20 cm. Một cái kìm cắt của Nhật ha. Kìm cắt là cắt khá là ngọt luôn em. Mà số 10, cái này em đang để với giá là 240.000 anh em, 240.000. Rồi, tiếp theo thì em qua mã số 11. Một cái kìm phe của hãng Super. Một cái kìm phe của hãng Super. Cái này phe ngoài anh em. Đây, họ thiết kế một cái cán như thế này là sẽ trợ lực anh em. Đây rất là nhẹ nhàng luôn anh em. Đấy. Của hãng Super thì tổng thể bên ngoài này thì có một số địa điểm tí xíu, chấm nước si tí xíu nè nè.
Đấy. Lò xo nguyên vẹn hoạt động sử dụng bình thường luôn, cái đầu của nó nè. Đầu nó có những cái thiết kế những cái răng anh em, cái vân này ha, để anh em khi mà anh em thao tác nó sẽ bám nó không bị trượt ra. À, nó không bị trượt ra. Đấy, tình trạng ha nè. Đấy. Rồi, tổng chiều dài của nó 26 cm ha, 26 cm. Một cái kiềm phe của hãng Super mà số 11, cái này em đang để với giá là 250.000. Dạ rồi, tiếp theo thì em qua mã số 12. Một cái kéo bếp của Nhật. Mã số 12, một cái kéo bếp của Nhật anh em. Thì đấy, tổng thể ha. Nguyên vẹn hết anh em ơi, còn luôn nước sơn trên cán cầm này. À, chữ Chrome nha anh em, đây bên này có logo rồi ha. Rồi, cái này anh em có các hàm này, cái này là để mở nắp chai ha. Rồi mở nắp tròn anh em xoay đó ha, hoặc là anh em ăn hải sản gì cũng được anh em. Đấy, đầu cậy nại nè ha, lưỡi anh em, tình trạng lưỡi này thì bề mặt anh em nó có một số vết rỉ để nhẹ nhẹ thôi. À, tình trạng ha. Đấy, răng chống trượt anh em, cái này anh em cắt thực phẩm được vô tư không vấn đề gì anh em ơi. Thì kéo này thì anh em mà sử dụng khoảng thời gian anh em vẫn có thể mài được, vẫn có thể tháo ra một cách dễ dàng luôn anh em ha. Tháo ra một cách dễ dàng, ở đây có một cái hàm khóa này, anh em tháo ra có thể mài giũa được luôn ha nè. Anh em đắp lại ha. Rồi, một cái kéo bếp của Nhật, cái này mà số 12 em đang để với giá là 220.000. Dạ rồi, tiếp theo thì em qua mã số 13. Ở đây em có hai cây dao. Hai cây dao thì mã số 13 sẽ giới thiệu anh em cây dao to trước, cây vào cây dao cán vàng ha, cây dao lê. Cái này anh em họ thiết kế ha, lưỡi với lại phần cán là liền lạc với nhau luôn anh em, sau đó họ ốp cái phần nhựa hay là sừng vậy đó, là chắc nhựa vào bên hông đây nên thành một cái cán cầm, cho nên là cái phần này nó liền với nhau luôn, anh em dùng vô tư ha. Này, lưỡi anh em, tình trạng lưỡi ha, về mà cổ vẫn còn láng mịn anh em. Đấy, không bị xét sâu bên trong ha. Cái này anh em về mài lại ha, thì tùy theo sở thích của anh em ha, nguyên vẹn hết anh em này. Lưỡi cơ bản nó cũng đã rất là sát luôn anh em. Đấy, thì coi như là có luôn cái phôi sẵn anh em, và về chỉ việc mài lại để sử dụng theo sở thích của mình ha. Với cái dao khá là to anh em, cái này cũng khá là nặng, khá là dày luôn. Thì tổng chiều dài của nó ha, tổng chiều dài là 24 cm anh em, chiều dài là 24 cm nè. Rồi cái phần lưỡi ha, cái phần lưỡi mà nó bén được, nó hữu dụng được á, thì tầm khoảng là 12.5 cm ha anh em ha, 12.5 cm. Rồi một cái dao, cái này anh em, cái bề sóng của nó, cái sóng dao này cũng khá là dày nè. Cái này thì nó là khoảng gần 4 ly anh em, gần 4 ly ha. Một cái dao lê cán vàng mã số 13, cái này em đang để với giá là 450.000. Rồi tiếp theo thì qua mã số 14. Mã số 14 này cũng là cái dao tiếp theo, dao này nhỏ hơn. Cán là cán gỗ, ốp gỗ luôn anh em. Đấy. Ha, thì cũng như cái kia, cái phần lưỡi họ làm thiết kế dài tới cái phần cán luôn, họ ốp rồi anh em. Đấy, cái phần khâu này, cái phần chặn anh em bằng đồng thao vậy anh em, hơi vàng vàng tí xíu. Đấy, tình trạng lưỡi này, cái này nó cảm giác nó hơi chuối chuối ha, cũng khá là đẹp mắt á. Ha, rồi cái này thì tổng chiều dài của nó 20 cm, 20 cm ha. Cái lưỡi mà cái lưỡi phần bén được anh em hiện hữu được ha, nó là 10 cm ha nè. Một cái dao hình dáng nó cũng khá là nhớ, hình dáng hơi cong cong tí xíu, anh em nhìn cũng rất là đẹp mắt ha. Mã số 14 thì cái này em đang để với giá là 250.000 anh em. Đấy, cái phần sóng dao cũng khá là dày luôn anh em. Mã số 4 250.000. Tiếp theo thì em qua mã số 15. Mã số 15 là một cây dao rừng nhỏ anh em. Một cây dao rừng nhỏ ha, đây cũng hai cây luôn, cây to cây nhỏ, dao rừng nhỏ anh em. Rồi tổng thể anh em cũng nguyên vẹn hết này. Đấy. Ha. Cái phần cán cầm cũng nguyên vẹn luôn anh em, cái phần khâu chốt giữ lưỡi này. Rồi,
có khắc chữ Nhật anh em, hình con rồng đây ha, cũng khá là sắc sảo luôn anh em. Tình trạng lưỡi anh em còn bóng mượt ha, không bị rỉ sét sâu bên trong anh em ơi. Lưỡi là lưỡi mọc mặt ha, lưỡi mọc mặt dùng tay phải luôn. Đấy, thì lưỡi cũng để xử lý sơ qua thôi anh em, cái này anh em về là sử dụng thì anh em mài lại ha, tùy theo ý sở thích anh em mài theo kiểu gì ha. Đấy. Rồi, cái này tổng thể chiều dài của nó là 23,5 cm em, lưỡi là em đo đây là 12 cm ha. À, 23 cm, lưỡi dài 12. Rồi, tổng thể là nguyên vẹn luôn anh em, một cái dao rừng nhỏ mã số 15. Thì cái này em đang để với giá là 350.000. Dạ rồi, tiếp theo thì em qua mã số 16. Một cái dao rừng lớn hơn ha, dài hơn. À, đấy, đấy anh em. Kén cầm anh em, cũng còn luôn cái nước bấm của nó luôn nè. Đấy. À, có cái gờ anh em chống trượt chống tụt ha, khâu này chốt giữ lưỡi luôn anh em. Đấy. Về phần lưỡi anh em có chữ Nhật này. Đấy, phần lưỡi cũng còn láng mịn, láng bóng hết anh em. Cũng là lưỡi một mặt dao tay phải ha. Rồi, xong cũng khá là dày dặn nè, là cứng luôn, anh em dùng vô tư. Tổng chiều dài của cái này 35 cm anh em, tổng chiều dài là 35 cm ha, lưỡi là 16,5 ha, lưỡi là 16,5, dài là 35. Rồi, một cái dao rừng to hơn ha. Mã số 16 thì cái này em đang để với giá là 400.000 anh em. À, 400.000. Đấy, cái sóng dao này. À. Rồi, tiếp theo thì em qua mã số 17. Một cái kéo tỉa tán anh em ơi. Một cái kéo tỉa tán ha. Cái này anh em, này nó rất là to và nặng và cứng và dày. Anh em xem này, cái lưỡi anh em họ làm ha, với phần đúc và kén anh em rất là dày dặn và cứng cáp luôn nè anh em. Đấy. À, bề mặt lưỡi anh em, à, bề mặt lưỡi mấy cái phần nám 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 này thì anh em về cho cô vệ sinh lại, tùy theo anh em muốn làm theo kiểu gì, bóng cỡ nào bóng. À, lưỡi anh em. Đấy, thì cái này anh em có thể là tháo ra mài lại thì theo ý của anh em luôn ha, rất là dày thôi anh em, sử dụng mà cắt những cái cành to cũng không bị cong vênh đâu, rất là dày mà nè. Tình trạng lưỡi nè mà không bị rỉ sét sâu gì hết anh em. Cái phần cán cầm cũng nguyên vẹn của nó luôn nè, nó bị chỉ bị chấp cái lớp bóng bên ngoài thôi ha. Đấy, hoạt động sử dụng là bình thường luôn nè. Rồi, một cái kéo tỉa tán thì cái này tổng chiều dài thực tế của nó đo được đây là 59 cm anh em, 59 cm ha. Rồi, cái phần lưỡi này, cái phần lưỡi thì nó là 20, à, lưỡi là 20 anh em. Còn cái bề dày anh em cũng nó cũng khá là dày luôn nè. À, một cái kéo tỉa tán mã số 17, cái này em đang đợi với giá nè 350.000 anh em ơi, 350.000 ha, hình rất là nguyên vẹn luôn. Đấy. Tiếp theo thì em qua mã số 18. À, một cái thước thủy, một cái thước thủy của hãng Ritgit anh em. Của hãng Ritgit thì cái dòng này đến từ USA ha. Hay một cái thước thủy của hãng Ritgit này. Đấy, NO390 anh em. Made in USA này anh em, có dòng code luôn ha, bắt Manao đây. Rồi, khung là bằng nhôm anh em. Anh em dùng vô tư ha. Khung nhôm cái này có 500 anh em. À, cái này có 500 luôn nè. Của hãng Ritgit anh em, còn nó cũng có 3 cái thang đo luôn nè. À, đo nghiêng, đo xéo, đo dày ha, này em không rõ nè. Đấy, nguyên vẹn hết em. Rồi, cái này tổng chiều dài của nó em đo được đây là 23 cm anh em, 23 cm ha, chiều rộng là 4 cm. Một cái thước thủy của hãng Ritgit, à, dưới đây mã số 18, cái này em đang để với giá là 150.000 anh em. Cái này anh em làm thi công điện lạnh, anh em lắp đặt thiết bị máy móc cho gia đình ha, là dùng cái này rất là tiện lợi luôn, vừa vặn luôn ha. Rồi, tiếp theo thì em qua mã số 19. Một con Eto kẹp bàn ha, một cái Eto kẹp bàn anh em. Đây, một con Eto kẹp bàn ở đây.
Rồi, Made in Japan anh em, tổng thể anh em. Cái này là của hãng Aeron vậy ha. Hãng Aeron anh em, hình rất còn khá là mới đẹp luôn anh em, hàng của nó này. Kích xác luôn ha anh em, có đe luôn. Đấy. Rồi, ở đây nó có hai cái vị trí anh em có thể bắt ốc vào, ví dụ như anh em đắp vào cái bàn mình bắt bàn rồi ha, anh em siết lại rồi, siết cái đế lại rồi, xong anh em bắt thêm hai ốc này, nó rất cứng cáp và chắc chắn luôn. Đấy. Tổng thể hoạt động mà sử dụng được cũng bình thường luôn anh em. À, một cái hàm thẳng và bên trong nó có cái hàm để anh em kẹp cái ống tròn được luôn ha. Đấy, hoạt động sử dụng bình thường luôn anh em, nó có hai cái chốt giữ luôn này. À. Rồi. Đấy, hàm bên trong em cái mặt của nó này. Còn luôn những cái vân phay của nó anh em. Đấy, bên trong nó có hai cái hàm anh em kẹp cái ống tròn phía dưới nè. À, rồi về kích thước anh em, kích thước hàm mở này. Hàm mở là lên đến là 60 cm. À, xin lỗi anh em, 6 cm ha. 6 cm, còn chiều rộng này cái bề này cũng là 6 cm luôn. À, nguyên vẹn luôn. Rồi, cái bề dày của cái bàn anh em, à, cái này bàn của anh em có thể là sử dụng ha. Dày này cũng 5 cm anh em. 5 cm ha. Rồi, trường hợp anh em dày dày mặt bàn phải dày hơn 10 cm, hơn 5 cm là không có lắp được. Rồi nguyên vẹn hết anh em, không vấn đề gì cả, còn luôn nước sơn ở đó mà. Rồi một cái con Eto của hãng Aeron, hàng của Nhật, mã số 19, thì cái này em đang để với giá là 500.000. À, để em căn thử cho anh em cái nha. À, 1,6 kg anh em, nặng 1,6 kg. Rồi, mã số 19, cái này em đang đợi với giá là 500.000 nè, đồng ký 6. Và rồi tiếp theo thì em qua mã số 20. Mã số 20 là một cái dụng cụ clip dao kéo. À, một cái dụng cụ clip dao kéo nè. À đây, tình trạng cái lưỡi của nó này. Nó có là 4 cặp lưỡi. À. Rồi, cái này thì được sản xuất tại Anh anh em. Cái tịch Anh này, Skyline anh em, Made in Ireland này ha. Rồi, tổng thể anh em nguyên vẹn luôn, cái phần kém cũng còn nguyên vẹn, nguyên zin còn luôn, cái nước sơn của nó ha anh em. Nãy anh em đặt trên bàn giữ ha. Rồi anh em liếc dao kéo ha nè. Rồi dưới đây có chữ gì nè. À, chắc có lẽ là những cái code của từ theo quốc gia anh em, Canada của Anh ha. Rồi USA, New Zealand thế nè. Rồi nguyên vẹn hết anh em. Cái này rồi thì nói vậy. Rồi một cái clip dao kéo của Anh sản xuất, cái này mã số 20, cái này em đang để với giá là 210.000 nha anh em. Rồi, mã số 20. Dạ rồi, tiếp theo thì em qua mã số là 21 anh em. Đây là của Anh sản xuất ha, cho nhiều thị trường khác nhau anh em, có 5 quốc gia đi sử dụng cái này anh em. Bên đây là Việt Nam đấy ha. Việt Nam có dùng có. Rồi tiếp theo thì em qua mã số 21. Một cái dụng cụ, một cái dao cắt ống. Dao cắt ống đồng. À, cái này thì cắt ống đồng, nhưng mà cắt ống khác thì em không biết có được hay không, mà em biết chắc chắn là sẽ cắt được ống đồng. Phí ống là từ 4.5 cho đến 30 ly ha. 30 ly luôn, của hãng Echo ha. Echo dòng này là của Nhật anh em. À, EA203 anh em. Đấy, hoạt động sử dụng bình thường nè, cái tay rất là trơn tru và nhược mượt mà nhẹ nhàng luôn ha, ra vào này hả nè. Rồi đấy thì đem điều chỉnh nè, rồi các bi lăng của nó ha cũng còn nguyên vẹn trơn tru luôn. Cái này bộ đây, cái này còn khá là mới nè, lưỡi này của nó còn nguyên vẹn luôn anh em, khá là sắc luôn ha, không bị mẻ gì cả nè. Đấy à, thì anh em tiến vào và anh em xoay thôi ha. Rồi ở đây nó có các tính năng, ví dụ như là có một cái dao để anh em cạo ba vớ vậy ha anh em. Đấy, cái dao cũng khá là sắc luôn này. À, một dao cạo luôn. Rồi. Rồi. Chỗ này nó có một cái lưỡi sơ cua dự phòng ở trên đầu này luôn. À. Anh em mà sử dụng mà thay thế luôn. Đấy. Hình thức này cũng khá là mới đẹp luôn này ha. Bề mặt chỉ có một số vết chạy sức bên ngoài thôi. Rồi, phi ấm từ 4.5 cho đến là 30 ly. À, cái này anh em mà làm điện lạnh là phù hợp luôn ha. Mà số 21, cái này em đang đợi với giá là 250.000. Dạ rồi, tiếp theo thì em qua mã số 22.
một cái bộ lã ống anh em, bộ lưới ống lã ống của Echo luôn, à, của hãng Echo luôn anh em. Đấy, hình thức bên ngoài này, nước sơn anh em, xung quanh ha. Rồi về cái phần anh em, các chén của nó này còn khá là sắc nét luôn ha anh em. Quay cận cảnh cho anh em xem thực tế nó dễ dàng ha. Đấy, rồi bề mặt ha, bóng mượt hết, hoạt động sử dụng là bình thường luôn anh em. Rồi các size anh em sử dụng trong cái này là ống nhỏ nhất là 3/16, kế đến là 1/4, 5/16, 3/8, 1/2. Rồi năm phần tám và 3/4 ha nè. Đấy thì tất cả các chén ha. Rồi bên trong của chén luôn, bên trong ha, ha tình trạng anh em, phải quay cận cảnh cho anh em xem không vấn đề gì cả luôn. Đấy, hoạt động sử dụng là bình thường à. Rồi anh em siết lại thôi ha. Ha, rồi anh em thao tác thôi ha. Rồi à, bên trong anh em cái chén này, cái chén này á thì có nhiều anh em hỏi em cũng chưa biết giải thích như thế nào, nhưng mà cái này á khi anh em xoay á là cái chén này sẽ xoay xung quanh ha anh em, coi như là nó không phải tiến một hỏi tiến thẳng ha, mà nó xoắn xung quanh ha, nó xoắn xung quanh ha anh em, nó tiến vào bên trong nó xoắn là tâm hay sao đó em cũng không biết là như thế nào ha. Rồi tổng thể là nguyên vẹn luôn của hãng Echo, hai dòng này của Nhật anh em. Mã số 22, một cái bộ lạ ống ha anh em, loe ống lạ ống của Nhật, em đang để với giá là 950 nghìn, hình thức cũng khá là mới đẹp luôn anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì em qua mã số 23. Mã số 23 là một cái đầu rìu ha, một cái đầu rìu, cái này là hàng của Nhật ha anh em. Này có chữ anh em khác, cái này không biết này là nhà sản xuất hay là người sử dụng trước mà khác vào nữa. Tình trạng ha, tình trạng của cái lưỡi này em bề mặt thì vẫn là láng mình, nó đang có một số vết rỉ rỉ nhẹ thôi, cũng không ảnh hưởng sâu bên trong anh em. Đấy ha, lỗ tra cán này. Đấy, tổng thể đâu. Rồi cái này thì tổng chiều dài của nó tầm khoảng 17 cm anh em, 17 cm ha. Rồi cái lưỡi rìu thì nó là 8 cm ha, lưỡi rìu là 8 cm, cân nặng của nó anh em, tấm cân nặng là 750 gram, 750 gram, một cái đầu rìu của Nhật mã số 23, thì cái này em đang để với giá là 400 nghìn. Dạ rồi, tiếp theo thì em qua mã số là 24. Một cái kìm mở ốc chết của Engineer ha, của Engineer em, một kìm mở ốc chết à, bề mặt này này có các chữ em nó bị phai rồi, Made in Japan này ha. Rồi tổng thể nguyên vẹn luôn em, góc cạnh đường nét ha. Đấy, cán cầm và nguyên vẹn luôn, nguyên zin luôn. Rồi hàm bên trong em, cái đó là cái này là cái hàm mở ốc chết ha. Đấy, tổng thể em nguyên vẹn, hoạt động và sử dụng bình thường, có lò xo luôn này. Rồi tổng chiều dài của nó là 15.5 cm nè, 15.5 cm ha, một cái kìm mở ốc chết của hãng Engineer. Rồi cái này mà số 24 em đang để với giá là 150 nghìn. Cái này bề mặt đầu kìm ha, khá là sắc bóng đón luôn. Rồi tiếp theo thì em qua mã số 25. Mã số 25 là một cái kìm cắt anh em, kìm cắt mini của Kennebec ha. À, một kìm cắt mini của Kennebec, cái này là của Đức ha, cái mini này. Đấy, này anh em cắt chân linh kiện ha, cắt nhựa, cắt dây gì đó à. Rồi này có mã vạch, mã có đem mắt in cái mini này, tổng thể nguyên vẹn luôn nè, cán cầm luôn ha. Đấy, rồi lưỡi anh em còn khá là sắc luôn nè, lò xo luôn ha. Rồi tổng thể anh em chiều dài ha, 13, tổng là 13 cm. Một cái kìm cắt nhựa à, một cái kìm cắt nhỏ anh em, cắt chân linh kiện, cắt nhựa, cắt dây ha. Mà số 25 cái này em đang để với giá là 210 nghìn. Dạ rồi, tiếp theo thì em qua mã số là 26.
Và số 26 là một cái dụng cụ anh em, một cái chảo C. Cái này của hãng Hayata ha. Hayata thì tổng thể hình đất bên ngoài anh em. Sapa này đây. Đấy, bên ngoài này cũng có một số vết rỉ rỉ nhẹ anh em. Nhưng mà không ảnh hưởng gì cả anh em ơi. Anh em sử dụng cái này rồi đúng không? Rồi, hàm cái này anh em sử dụng này. Đấy. Cái trục bên trong anh em. Trục này em đo được đây là 4 ly ha anh em. Em đo đây được 4 ly nè. Trục bên trong này 4 ly. Ha. Còn cái rãnh này á, thì khi anh em mà đưa cái sên vào thì chắc lẽ là đây em đo cái này đi, em cũng không rành nè. Em đo được là 18 anh em. Chiều rộng của cái này 18 ha. Nhưng mà hình như cái này nó tăng đưa được anh em. Này nó điều chỉnh được ha, rộng hẹp gì đó. Rồi, một cái cạo sên 4 ly ha. À, của Hayata. À, dòng này cũng đến từ Nhật thôi mà số 26. Thì cái này em đang để với giá là 250.000. Anh em 4 ly ha. Đấy, thì cái chụp vẫn còn thẳng tắp, anh em dùng vô tư ha, không bị lệch nghiêng gì hết. Và số 26 250.000. Tiếp theo thì em qua mã số 27. Mã số 27 là một cái mồi lết trượt. Mồi lết trượt của hãng này, của hãng Qualigraph gì anh em. Qualigraph ha. Thì tổng thể anh em xung quanh bên ngoài này nước si nè. Đấy, vẫn còn sáng bóng ha. Hoạt động mà sử dụng bình thường anh em, trượt rất là nhựt, nhẹ nhàng mượt mà ha anh em. Rồi, cái này là sáng chế là của Mỹ anh em, ở đây Bắc này. Nhưng mà được sản xuất tại Nhật ha. Được sản xuất tại Nhật. Size 8 inch và hệ mili, hệ mét là 200 mili. Đấy, thì bên đây nó có một cái vòng khóa luôn anh em. Một cái vòng khóa luôn. Anh em sử dụng ha. Tổng thể xung quanh bên ngoài đây. Đấy. Rồi, cái này tổng chiều dài của nó là 20,5 cm anh em. À, hàm mở là 25. Thì như anh em bảo là cái này là của thằng Vyrip mà sản xuất anh em, công ty Vyrip mà đầu tiên Vyrip sản xuất ha. Rồi, mà số 27 cái này em đang để với giá là 500.000. Bên trong anh em cái lõi nó bằng đồng, cái như cái chốt bằng đồng. Anh em sử dụng nó không bị rỉ sét cũng như nó không bị vấn đề mà để kẹt cứng anh em. Ha, nó khó bị luôn ha anh em. Rồi mã số 27 500.000. Tiếp theo thì em qua mã số là 28. Một cái cắt ốc của hãng là gì đây? Kukuka vậy anh em. Kuko gì đó. 54.3 gì đây, em cũng không rõ nữa. Rồi. Cái này thì cái ốc size khá là to ha anh em. Nó có hai cái dao luôn anh em. Một cái dao tỉnh nè, một dao tỉnh đứng đầu này ha. Đứng yên. Còn cái dao phía bên đây. Thì tại vì do nó sử dụng cho những con ốc rất là to anh em. Cho nên là bắt buộc là nó sẽ làm hai đầu như vậy ha, để anh em dễ dàng thao tác anh em. Đấy. Rồi, kích thước ha. Kích thước thì bây giờ này nó không không có để. Em sẽ đo cái vòng lớn nhất. Cái vòng lớn nhất đi. Anh em đo được là 42 nè, 41-42 anh em. Thì nhiều cái như là 40 đi cho nó an toàn. Hai con số 40 là an toàn. Anh em. Rồi, nó em cùng dùng cái khóa siết vào thì nó sẽ tiến vào bên trong. Đấy. À, tiến vào bên trong. Để nó và hai cái đầu dao này nó sẽ ép vào nhau anh em. À, để em đo cái phần bé nhất này á. Bé nhất này em đo được 9 ly anh em. Nếu mà vậy thì anh em có thể cắt ốc là 9 ly thì có thể là ốc 13, 14 thì em cắt được. Em dự đoán là như vậy anh em, em cũng rõ ha. Nhiều khi nói nhiều mà nó bậy. Rồi, nguyên vẹn luôn anh em. Tổng chiều dài của cái này 16 cm anh em. À, cái này cũng khá là nặng anh em, rất là cứng luôn. Mã số 28 cái này em đang. Anh em liên hệ giúp em trực tiếp qua số điện thoại 0896996883 nha anh em. Một cái cắt ốc của Nhật.
Rồi, tiếp theo thì em qua mã số 29. Một cái cưa tay, một cái cưa tay của hãng KTC. KTC anh em, Kyoto Thun nè ha. Đấy, DK250 vậy anh em. Rồi tổng thể anh em cũng còn nguyên vẹn này, trên này còn luôn những cái nước sơn của nó nè. Đấy. Chất liệu như bằng nhôm anh em. Rồi đầu chặn luôn còn nguyên vẹn luôn nè. Cái lưỡi nè. Lưỡi này lưỡi khác ha, lưỡi này lưỡi khác anh em. À, hoạt động sử dụng là bình thường anh em. Đây là thay thế được lưỡi nè. À, em có thể tháo ra và thay thế. Thì cái này thiết kế này giống như em nghĩ là một cái cưa tay, anh em có thể là thay thế những cái lưỡi này, dùng cái cưa này làm như dũa được luôn anh em. Thì em cũng như dự đoán như vậy thôi, em cũng biết. Đấy, thì em lắp vào để em siết cái tay lại thôi. Rồi cái lưỡi này anh em có đưa vào bên trong được á. Lưỡi này là 26 anh em, lưỡi dài 26 á. Rồi tổng thể anh em, cái này thì khi lắp lưỡi vào luôn thì nó dài tầm khoảng 30 cm nè. Mã số 29, cái này em đang để với giá là 290.000 anh em, hình thức cũng khá là sáng mới đẹp luôn. 290.000 một cái cưa tay của hãng KTC, mã số 29. Dạ rồi, tiếp theo thì em qua mã số 30. Một cái dụng cụ vá lụi anh em, của USA ha. À, dụng cụ vá vỏ xe không rồi anh em, vá lụi ha. Đấy, US bắt luôn ha. Đấy, có mã dòng code luôn. Rồi, tổng thể anh em nguyên vẹn luôn anh em. Cái này là thiết kế là bằng kim loại anh em, rất là cứng cáp ha, liền lạc với nhau này. Cái mũi lưỡi anh em. Đấy. Xoắn luôn ha. Đấy, đầu này. Đấy. Thì cái này anh em nó nguyên thép này, là cho nên là ví dụ như nó qua thời gian sử dụng anh em có thể mài được cái đầu này luôn mà. Rồi, cái này thì tổng chiều dài của cái mũi á thì 9 cm ha, 9 cm. Còn cái cán này thì nó là 10. Anh em cầm cái này chắc chắn ha, anh em dùng vô tư. Mã số 30, cái này em đang để với giá là 200.000. Dạ rồi, tiếp theo thì qua mã số 31. Mỏ laptop, cái mỏ size tôi khổng lồ 600 mm, chiều dài là 6 tấc anh em, của hãng Top ha. Của hãng Top 600 mm. Đấy, tổng thể anh em nguyên vẹn hết nè. Này mà anh em sử dụng luôn cũng được, hoặc là anh em decor cũng được, hoặc là anh em trưng bày làm nhiều đó. H0600. Đấy. Nó vẫn hoạt động được bình thường anh em ơi. Không vấn đề gì cả ha. Đấy. Trơn tru luôn. Nó ra vào ha anh em. Đấy, một cái mỏ laptop và 600 mm. Thì chiều dài thực tế của nó, chiều dài tới đúng là 600 mm luôn anh em ơi. À, đúng 6 tắc luôn ha. Rồi, răng hàm của nó đây. Rồi, cái này hàm của nó anh em mở lên được này. Cái này đã lên được 66 luôn ha. Em đôi được 66 ly luôn. Cân nặng của nó ha, cân nặng nó thử đi. Cân nặng hơn 3,4 kg anh em, hơn 3,4 kg ha. Rồi, cái này anh em cũng liên hệ giúp em trực tiếp qua số điện thoại 089 6996883 nha nè. Mã số 31. Dạ rồi, tiếp theo thì qua mã số 32. Mã số 32 là một cái cờ lê xích. À, cờ lê xích anh em, cái dòng này là cũng là đây. À, cái này là của Nhật ha anh em. Hình dáng ha, này là của Nhật ha. Cờ lê xích. Rồi, cái này có thông tin nha anh em. Từ 3/4 cho tới 6 gì đó, em cũng không rõ cái này nữa. Rồi trên này cái xích anh em, nó có luôn chữ, từng mắt đều có chữ của nó hết anh em. Japan luôn ha. Rồi, hoạt động và sử dụng bình thường. Có anh em trồng vào thôi. À, từ mắt này ha anh em. Anh em cái này là tay nắm ha. Đấy. Rồi, có một cái hàm này nó trợ lực anh em. Có nghĩa là nó có một cái lò xo.
để nó ép vào. Bên trong này nó có những cái răng anh em, bên trong nó có những cái răng này ha, những cái cờ lê xích anh em đã biết rồi, có những cái răng để anh em bám vào những cái trụ tròn, những cái ống tròn anh em. Nó bám vào thì cái thằng này á, cái phần bên đây nó có một cái hàm bên đây nè, để nó ép cái thằng để nó ép cái xích này vào, coi như là nó tạo một cái lực ép của cái ống lên trên cái răng này để nó bám tốt hơn, mà khi anh em mà việc mở nó sẽ không có bị trượt đi, nó bám mà nó xoay luôn. Thấy khá là to nè, không thể ha. Rồi cái này để em đo cho anh em cái chiều dài của cái xích, để anh em hình dung được cái đường kính của cái vòng nó sẽ tạo ra là cái ống sẽ bao nhiêu. Cái mắt cuối cùng là 40 anh em, mắt cuối cùng là 40 ha. Như vậy thì đường kính cái ống anh em, cái là ống 40 ha nè, 40 cm ha nè, nó sẽ tạo ra một cái vòng 40 cm. Đấy thì tổng thể anh em cũng nguyên vẹn nè, cái này anh em sử dụng luôn cũng được, hoặc trưng bày để coi vậy ha, khoảng kiếp bơ vậy nè, nguyên vẹn luôn. Rồi cái này cũng khá là nặng anh em, để em căng thử luôn cho anh em nè, hôm nay có cái căng phải căng nhiều quá. Cái này hơn 3,5 kg anh em, hơn 3,5 kg luôn ha. Một cái cờ lê xích của Nhật mã số 32, cái này em đang để với giá là 600.000 anh em. Cái này là bằng những cái đồ to nặng anh em. Mã số 32 600.000. Rồi, mã này là mã cuối cùng trong video này. Anh em thấy có món nào mà vừa ý ha, hoặc đúng với nhu cầu của mình đang cần sử dụng, anh em liên hệ giúp em trực tiếp qua số điện thoại 089 6996 883. Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả anh em. Đấy. Rồi anh em xem video anh em giúp em đăng ký kênh ha, để coi như là ủng hộ em nè, cũng như là những video tiếp theo em lên nữa anh em có thể theo dõi được nữa ha anh em. Rồi xin chúc tất cả anh em thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trong cuộc sống ha. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video tiếp theo ạ.